Bây giờ lại đến cây su này các bạn nhá. Mình lại cũng nhổ cỏ và xới đất. Đi lên lượt đũa này anh Kim ơi. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại kênh của chúng tôi. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách vệ sinh làm của cho các loại cây cảnh các bạn nhé. Ừ,
Tôi sẽ giới thiệu với các bạn đây là cây hoa sứ. Mình cũng thỉnh thoảng cũng phải xới đất và cho đất có độ xốp và cho cây để cho cây sinh trưởng tốt các bạn ạ. Có quá trình mà mình tưới cây đất nhanh chắc lắm các bạn ạ. Cho nên là mình thường xin để làm tơi xốp cho đất nhá. Thì mình dùng những dụng cụ, mình dùng những cái bay này thì mình xới dễ dàng và được thuận tiện hơn các bạn ạ.
Kim cườn mẻ lại. Cườn lại hãy mân có mưa thì phải đắp bạc. Hay là rút lên. May cá rồi.
đã hoàn thành xong được một cây sứ rồi các bạn nhé. À đây, trông rất là sạch sẽ và đẹp nhá. Bây giờ mình lại qua sang cây xanh các bạn ạ. Đây. Cây này là cây xanh cảnh các bạn nhé. Cây này cũng đã có tuổi thọ khoảng trên 20 năm rồi các bạn ạ.
lên thi rồi. Vừa đi. Sửa được không?
đó, những cây ở trên vườn ta cũng thường xin chăm sóc, nhổ cỏ và xới đất lên các bạn nhé. Thường xin nhổ cỏ và chăm bón thì cây đỡ ít sâu bệnh các bạn.
Vườn rất là nhiều của các bạn. Mới mưa xong cho nên là rất là nhiều của. Chăm sóc không nhổ của thì cây sâu bệnh nhiều các bạn nhé. Là mình phải xin chăm sóc và nhổ của cho cây để cho cây thoáng.
rất là nhiều của các bạn. Cái này là gọi là cây của cây dương sĩ các bạn ạ. Cây này mọc rất là cứng cây và rất là nhiều rễ, ăn cũng rất là nhiều màu. Nên là ta vẫn còn loại cây này càng nhanh càng tốt các bạn nhé. Nhiều loại cây ký sinh bám vào cây cảnh các bạn ạ. Nên là ta cũng cần phải để ý để lấy chúng đi. Thank you.
lại qua bên này các bạn ơi. Đấy. Kinh chi nhỉ, lấy thoải mái. Đang làm của ăn dọc hết rồi, mưa ăn đánh xuống rồi mà. Mưa ăn đánh xuống à? À mà bữa bão nên mình nắng rồi bão rồi. Rồi, ta lại qua bên này các bạn ơi. Yeah.
quả đẹp thế đấy bác. Vâng. Ồ, nhiều của lắm rồi bác. Vâng, cái này nó hân nhanh ráo lắm. Không phải đây giống bắt được. Đất này ráo lắm, nó cao. Vâng. Chưa. Vâng, thằng Nam bây giờ trả cái tháng 10 nữa mà nhọc lắm.
Đây là cây tùng quân các bạn ạ. Cây tùng quân, cây tùng cối nó rụng quả xuống. Đây là quả của tôi rụng xuống lên cho ta rất nhiều cây tùng quân nhé. Các bạn có thể đem về để ươm lại và trồng thành cây tùng cối như thế này được. Video của mình đến đây đã kết thúc rồi. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại kênh của chúng tôi. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu về các bạn về những cây cảnh ở trong vườn. Đây là cây tùng cối các bạn. Cây tùng này có tuổi thọ 60-70 năm rồi các bạn nhé. Ta thường trồng cây cảnh thì ta thường là nhổ của và chăm bón và thường là phát hiện ra sâu bệnh để kịp thời để phun sâu bệnh cho cây để cho cây không bị sâu bệnh các bạn nhé.
nhé. Quá gần để cho các bạn xem. Video của mình đến đây đã kết thúc rồi. Hẹn và gặp các bạn ở video tiếp theo nhé. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại kênh của chúng tôi. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách vệ sinh làm của cho các loại cây cảnh các bạn nhé. Tôi sẽ giới thiệu với các bạn là đây là cây hoa sứ. Mình cũng thỉnh thoảng cũng phải xới đất và cho đất có độ xốp và cho cây để cho cây sinh trưởng tốt các bạn ạ. Thank you.
có quá trình mà mình tưới cây đất hân nhanh chắc lắm các bạn ạ. Cho nên là mình thường xin để làm tơi xốp cho đất nhá. Thì mình dùng những dụng cụ, mình dùng những cái bay này thì mình xới dễ dàng và được thuận tiện hơn các bạn ạ. Đừng cườn mẻ lại, cườn lại hãy mân có mưa thì phải đắp bạc hay là rút lên mây cá rồi.
mình đã hoàn thành xong được một cây sứ rồi các bạn nhé. À đây, trông rất là sạch sẽ và đẹp nhá. Bây giờ mình lại qua sang cây xanh các bạn ạ. Đây. Cây này là cây xanh cảnh các bạn nhé. Cây này cũng đã có tuổi thọ khoảng trên 20 năm rồi các bạn ạ.
lên thi rồi. Rửa đi. Rửa được không? Thank you.
đó, những cây ở trên vườn ta cũng thường xin chăm sóc, nhổ cỏ và xới đất lên các bạn nhé. Thường xin nhổ cỏ và chăm bón thì cây đỡ ít sâu bệnh các bạn.
vườn rất là nhiều của các bạn. Mới mưa xong cho nên là rất là nhiều của. Chăm sóc không nhổ của thì cây sâu bệnh nhiều các bạn nhé. Là mình phải xin chăm sóc và nhổ của cho cây để cho cây thoáng. Rất nhiều của các bạn. Cái này là gọi là cây của cây dương sĩ các bạn ạ. Cây này mọc rất là cứng cây và rất là dễ ăn.
nhiều loại cây ký sinh bám vào cây cảnh các bạn ạ. Nên là ta cũng cần phải để ý để lấy chúng đi. Ta lại qua bên này các bạn ơi. Đấy. Kinh chi nhỉ, lấy thoải mái. Đang làm của ăn dọc hết rồi, mưa ăn đánh xuống rồi mà. Mưa ăn đánh xuống à, mà bữa bão nên mình
nắng rồi bão rồi mưa rồi. Qua bên này các bạn ơi. Cắt rồi bác ạ. Ô mô. À ra. Ồ, thế thì lút hết rồi còn chi. Ồ, ồ, thật. Ồ. Tao may này cũng lấy đi cho được nha. À ra. Cái lúa của bác ấy, bữa em cắt rồi. Hôm mà là hột bằng tiêu quá. À, hột bằng cái tí à. Mà nhà em lại cắt phanh. Thành ra cái củ chạy nó lại chín sau của em. Của em mà cái mạ em bắt lại sau mà lại chín trước quá. Của em một cái bắt thịnh. Nhưng mà cái của bác là cái hột cái hạt hình như thế là hạt hạt tăm thơm đúng không? Vấn đề không không ăn đùa đùa đúng không? Hoa đẹp thế đấy bác. Vâng. Ồ, nhiều cỗ lắm rồi bác. Vâng, cái nến hân nhanh ráo lắm. Đất nến ráo lắm, cao. Vâng. Chưa. Vâng, thằng Nam bây giờ cũng trả cái tháng 10 nữa mà. Nhọc lắm.
Đây là cây tùng quân các bạn ạ. Cây tùng quân, cây tùng cối nó rụng quả xuống. Đây là quả của tôi rụng xuống lên cho ta rất nhiều cây tùng quân nhé. Các bạn có thể đem về để ươm lại và trồng thành cây tùng cối như thế này được. Video của mình đến đây đã kết thúc rồi. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại kênh của chúng tôi. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu về các bạn về những cây cảnh ở trong vườn. Đây là cây tùng cối các bạn. Cây tùng này có tuổi thọ 60-70 năm rồi các bạn nhé. Ta thường trồng cây cảnh thì ta thường là nhổ của và chăm bón và thường là phát hiện ra sâu bệnh để kịp thời để phun sâu bệnh cho cây để cho cây không bị sâu bệnh các bạn nhé.
gần để cho các bạn xem. Video của mình đến đây đã kết thúc rồi. Hẹn và gặp các bạn ở video tiếp theo nhé. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại kênh của chúng tôi. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về cây tùng chân kim các bạn nhé. Đây, đây là cái tùng chân kim đó. Thấy rất là cao. Vừa ra những cành lá như kim đây các bạn, như chân kim, lá kim gọi là tùng chân kim các bạn nhé. Đây gốc của tùng, gốc của tùng chân kim này cũng có khoảng 50-60 năm tuổi thọ rồi các bạn. Đấy, cái tùng chân kim. Quay xa cho các bạn.
Video của mình đến đây đã kết thúc rồi. Hẹn và gặp các bạn ở video tiếp theo nhé. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại kênh của chúng tôi. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một số cây cảnh ở trong vườn. Đó là cây này là cây mũ đơn đỏ các bạn nhé. Cây mũ đơn đỏ rất là đẹp. Đây là gốc cây mũ đơn các bạn ạ. Cây mũ đơn này có tuổi khoảng vài chục năm rồi các bạn nhé. Chua to, chua ta rất hoa, rất là đẹp và đều. Đó, rất là đẹp, hoa rất là đẹp. Rất to và đẹp các bạn ạ. Đây là gốc và thân của cây mũ đơn.
rất là đẹp các bạn nhé. Video của mình đến đây đã kết thúc rồi. Hẹn và gặp các bạn ở video tiếp theo nhé. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại kênh của chúng tôi. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về cách cắt tiết chít cành bưởi để cho cành bưởi như sai cỏ và cỏ tua các bạn nhé. Đây là cây bưởi, bưởi này là cây bưởi bưởi diễn các bạn ạ. Bưởi diễn ta mà muốn cho quả nhiều, sai quả thì ta sẽ cắt tỉa những cành nhỏ phụ không cần thiết. Thì khi hoa có hoa và quả thì sẽ tạo được nhiều ánh sáng và quả sẽ đậu nhiều các bạn nhé. Đây là cây bưởi bưởi diễn các bạn ạ. Đấy, bưởi diễn rất là sai quả, cho ta rất là nhiều quả. Cây bưởi diễn này mới trồng khoảng được 2-3 năm thôi các bạn nhé, đã cho ta rất nhiều quả thế này. Bón phân và nhổ cỏ cho cây để cho cây quang hợp được ánh sáng mặt trời và không bị sâu bệnh các bạn nhé.
Video đến đây đã kết thúc rồi. Hẹn và gặp các bạn ở video tiếp theo nhé. Bây giờ lại đến cây su này các bạn nhé. Mình lại cũng nhổ cỏ và xới đất. Đi lên lượt luôn anh Kim ơi. Bây giờ lại đến cây su này các bạn nhé. Mình lại cũng nhổ cỏ và xới đất.
Đi lên lượt luôn anh Kim ơi.